Kính chào quý vị và các bạn, chúng ta đang đến với những tin tức nóng hổi nhất trên kênh Tin Mới. Trong bản tin ngày hôm nay sẽ có những tin tức đáng chú ý như sau. Mời quý vị cùng theo dõi. Miền Nam Trung Quốc đã hứng chịu trận lũ lụt lớn nhất trong năm nay, với 7 tỉnh bao gồm Hồ Bắc, Hồ Nam, Giang Tô và An Huy bị ảnh hưởng. Hiện tại, tình hình thiên tai ở An Huy rất nghiêm trọng. Theo thống kê chính thức, hơn 14 triệu người đã bị ảnh hưởng. Nhưng người dân nơi đây không nhận được sự quan tâm từ chính quyền. Những bức ảnh đăng tải trên mạng cho thấy lũ lụt ở An Huy, nhiều quận, thành phố và làng mạc chìm trong nước. Vài ngày trước, có thông tin cho rằng hơn 6.000 con lợn đã bị ngập trong một trang trại lợn ở huyện Hu Trang, thành phố Luan bị nhấn chìm trong dòng nước lũ. Dân làng ở thành phố An Khánh bày tỏ lo lắng về tình trạng bi thảm của vụ vỡ đập ở Hồ Bắc, bởi vì khu vực địa phương cũng đang trong tình trạng tương tự như ở Hồ Bắc. Anh Vương, một người dân ở huyện Thái Hồ, thành phố An Khánh, tỉnh An Huy cho biết, hồ nước ở đây vô cùng rộng, hiện trời đang mưa rất to, nước vẫn chưa rút mà ngược lại còn dâng cao. Ngoài ra còn có sạt lở đất, nhiều ngôi nhà bị sập và thiệt hại nghiêm trọng. Chỗ chúng tôi cũng tương tự như Hồ Bắc, một trận lở đất đã phá vỡ đường và không có đường nào ra ngoài để mưa lương thực. Người dân ở Ma An Han, tỉnh An Huy cho biết, khu vực này gần sông Dương Tử, mưa lớn khiến nước sông dâng cao, còn quận Bo An lại gần một hồ nước nên lũ lụt rất nghiêm trọng. Ông Hoang, cư dân Ma An Han, tỉnh An Huy nói, khu vực đô thị bị ngập lụt rất nặng, xe bị ngập tới nóc. Từ trước tới nay chưa từng có trận lũ lớn như vậy. Ở khu vực Bo An này tôi nghe nói rằng hai người đã chết cách đây vài ngày, trong đó có một đứa trẻ bị chết đuối. Dân làng tiết lộ, tình hình thiên tai ở An Huy không nghiêm trọng như ở Hồ Bắc, không thu hút sự chú ý của thế giới bên ngoài và giới truyền thông. Tuy nhiên trời vẫn mưa và mọi người phải tự lực khi có tình huống khẩn cấp. Ông Vương cho biết, An Huy bị ảnh hưởng nặng nề bởi thiên tai, đã khoảng nửa tháng trời mưa vừa và nặng hạt, nhưng ở đây vẫn chưa có biện pháp cứu trợ thiên tai. Theo thống kê của Cục Dân chính tỉnh An Huy, lượng mưa lớn kể từ giữa tháng đến nay đã gây ra lũ lụt nghiêm trọng ở 59 quận, huyện tại 10 thành phố, bao gồm Hợp Phì, Chu, Luan, Ma An Han, Phu Hu, Trang, Tòng Linh, Chi, An Kinh và Hoang Han với những mức độ thiệt hại khác nhau. Tính đến 9 giờ ngày hôm qua, tổng số người bị ảnh hưởng bởi thiên tai là 10,534 triệu người, 29 người chết, 2 người mất tích. Diện tích hoa màu bị ảnh hưởng là 883,1 nghìn hecta, 15.701 ngôi nhà bị sập, 105.942 ngôi nhà bị hư hỏng. Kể từ đầu tháng này tại Quý Châu, Hồ Nam, Hồ Bắc và các tỉnh, thành phố khác đã hứng chịu mưa lớn và lũ lụt, khiến hơn 7 triệu người đã bị ảnh hưởng. Theo thống kê chính thức, 107 người đã thiệt mạng, nhiều nơi đã xảy ra lũ quét, lũ ống, sạt lở đất vùi lấp nhà cửa. Một nạn nhân tiết lộ còn nhiều người mất tích, cơ hội sống sót mong manh và số người chết thực tế sẽ còn tăng lên. Trận lũ lụt thảm khốc vừa qua xảy ra ở huyện Ang Mo, Quý Châu, thị trấn Gia Gian và thị trấn Gia Di rất nghiêm trọng, lở đất gần như san bằng những nơi này. Ông Tian ở thị trấn Gia Gian, huyện Ang Mo, tỉnh Quý Châu cho biết, lũ quét xảy ra vào ban đêm, lúc dân làng đang ngủ nên người dân quá bất ngờ và đã không kịp chạy thoát thân. Ngôi làng trở nên hỗn loạn, bờ kè đều bị sập, lũ quá mạnh và hơn 80 ngôi nhà bị sập. Tất cả các trường học ở Gia Gian đều bị đóng cửa vì tất cả đều bị phá hủy và học sinh không thể đến trường. Anh Hoàng đến từ Gia Gian hiện đang làm việc trong quận. Anh cho biết những người mất tích có rất ít cơ hội sống sót và số người chết sẽ còn tăng lên. Ông Hoàng ở thị trấn Gia Chi, huyện Ang Mo, tỉnh Quý Châu nói, lở đất ở huyện Ang Mo đã chất đống rất cao và chúng tôi đã cố gắng hết sức để giải cứu những người bị mắc kẹt trong những ngày này. Cô Ly ở Tong Cheng County, Xianning, Hu cho biết, rất nhiều ngôi nhà đã bị sập ở đây, phía chúng tôi đang rất nghiêm túc, điện và nước ở đây đều không có. Feng Yong Feng, người sáng lập tổ chức bảo vệ môi trường Hiệp hội Tìm kiếm Thiên nhiên Gia En, cho biết, việc phá rừng rất nghiêm trọng ở Trung Quốc, hạ lưu sông Dương Tử cũng đang bị tàn phá nặng nề. Ở Xianning và Hoang Gang, Hồ Bắc nạn chặt cây phá rừng đã gây ra sạt lở đất và lũ quét. Theo thống kê chính thức, tính đến 10 giờ sáng ngày hôm nay, trong số 107 người chết, ở Giang Tây có 13 người chết, ở Hồ Bắc có 29 người chết và 10 người mất tích, ở Hồ Nam có 39 người chết và 21 người mất tích, ở Quý Châu có 24 người chết và 32 người mất tích, ở Trùng Khánh và Tân Cương có 1 người chết và 1 người mất tích. Thưa quý vị và các bạn, kể từ giữa tháng này, những cơn mưa xối xả liên tục đã gây ra lũ lụt ở miền Nam Trung Quốc, nhiều nơi ở Hồ Nam cũng bị ảnh hưởng, trong đó khu vực Ninh Hưng chịu thiệt hại nặng nề do lũ lụt từ việc xả hồ chứa Trang Sa Hoang Cai. Tại sao các hồ chứa chống lũ, giảm nhẹ thiên tai không phát huy được tác dụng chống lũ như quảng cáo trong quy hoạch? Về vấn đề này, chúng tôi đã phỏng vấn Quang Lu O, một chuyên gia bảo tồn nước nổi tiếng sống ở Đức, Ninh Hương, Hồ Nam lũ lụt hoành hành. Người dân địa phương đặt nghi vấn hồ chứa Hoang Cai ở thượng nguồn sông Hui không có cảnh báo xả lũ sớm,
khiến mực nước hạ lưu dâng cao gây lũ lụt nghiêm trọng. Các quan chức và chính quyền địa phương kịch liệt phủ nhận điều này. Theo các phương tiện truyền thông chính thống, so với dòng lũ đổ vào Ninh Hương, dòng xả lũ chỉ là một con số nhỏ. Do đó, việc xả nước từ hồ chứa Hoang Cai không phải là nguyên nhân chính gây ra lũ lụt ở Ninh Hương. Wang Luo, một chuyên gia bảo tồn nước nổi tiếng sống ở Đức cho biết, cụ thể là nói về Ninh Tường, hiện tại thông tin đang dần lộ ra, cho thấy thông tin trái ngược nhau có sự mâu thuẫn khá nghiêm trọng, nên tôi nói rằng chắc chắn có người đang nói dối. Wang Luo cho biết, theo báo cáo chính thức của Đảng Cộng sản Trung Quốc, lưu lượng lũ vào hồ chứa vào thời điểm đó là 600 mét khối mỗi giây và lưu lượng xả lũ tối đa là 400 mét khối mỗi giây, có nghĩa là lưu lượng nước vào nhiều hơn và lượng xả ra ít hơn. Vậy làm thế nào mà mực nước của hồ chứa giảm từ 166 mét xuống 162 mét? Do đó, việc xả lưu lượng lũ của hồ chứa Hoang Cai phải vượt quá 600 mét khối mỗi giây thay vì 400 mét khối mỗi giây thì mực nước tại hồ chứa mới giảm xuống. Điều này cho thấy các báo cáo của này là không chính xác. Wang Luo nói rằng các hồ chứa của Trung Quốc có 5 chức năng chính: cung cấp nước, tưới tiêu, kiểm soát lũ lụt, phát điện, nuôi cá và thu hút khách du lịch. Sau khi cải cách, Đảng Cộng sản Trung Quốc đã biến hồ chứa thành một hệ thống hợp đồng và thực hiện tự cấp vốn. Vì vậy, hồ chứa thường trữ nước và sau đó bán lấy tiền. Wang Luo nói, bước vào mùa mưa lũ năm nay nhưng hồ chứa không thể kiểm soát được lũ lụt. Người dân ở đây vẫn trông cậy vào hồ chứa để ngăn chặn lũ và trữ nước để chống lũ. Khi lũ đến, lúc đó không phải xả lũ mà phải tích nước, giữ lũ trong hồ chứa. Tuy nhiên, khi lũ đến hồ chứa Hoang Cai không thể tích trữ mà phải xả lũ, mà xả lũ thì không ngăn được lũ. Đây là mâu thuẫn. Wang Luo cho biết hồ chứa nước Hoang Cai được xây dựng vào năm 1958 trong thời kỳ đại nhảy vọt, đến nay đã được 60 năm, vượt quá tuổi thọ 50 năm. Nó là một hồ chứa đã quá cũ và quá yếu nên không còn an toàn nữa. Vì vậy, khi mực nước dâng lên 164 vào năm nay, buộc phải cho xả lũ để hạ thấp mực nước xuống. Lúc này, chính quyền không quan tâm đến những người bên dưới gặp nguy hiểm hay bị ngập nước. Họ lo sợ con đập sẽ sập bất cứ lúc nào. Ngoài ra, Wang Luo chỉ ra rằng cũng có những mâu thuẫn trong các báo cáo chính thức rằng Ninh Tường, Hồ Nam đã hứng chịu một trận mưa xối xả hiếm có trong lịch sử và một trận lũ lụt thảm khốc cả thế kỷ mới có một lần. Lưu lượng đỉnh lũ lớn nhất trong lịch sử của hồ chứa Hoang Cai là 2.100 mét khối mỗi giây. Nếu bạn có cơn mưa xối xả lớn nhất trong lịch sử, dòng chảy bạn tạo ra sẽ bằng trận lũ tại vị trí đập hồ chứa Hoang Cai. Lưu lượng dòng chảy phải vượt lưu lượng lũ cao nhất trong lịch sử, tức là vượt 2.100 mét khối giây. Còn lưu lượng lũ năm nay chỉ có 600 mét khối giây nên số liệu này có rất nhiều mâu thuẫn. Wang Luo nói rằng từ những thông tin chính thức mâu thuẫn này, chúng ta có thể thấy nguyên nhân gây ra lũ lụt ở thành phố Ninh Hương. Trung Quốc có gần 100.000 hồ chứa như Hoang Cai. Tại sao những hồ này không phát huy được tác dụng chống lũ như quảng cáo trong quy hoạch vào mùa lũ? Còn việc xả lũ thì sao? Wang Luo cho biết, các con đập ở đây chất lượng của nó không tốt, không an toàn. Các tính toán trước đây của các hồ chứa thường được tính là 50 năm theo mục đích sử dụng kinh tế. Điều đó không có nghĩa là sau 50 năm hồ chứa sẽ không sử dụng được và chi phí bảo trì sẽ rất cao, càng ngày càng cao. Giống như hệ thống khoán hiện nay ở Trung Quốc, nhà thầu chỉ khoán vận hành và kinh tế, không khoán chi phí bảo dưỡng và duy trì nó. Do đó hồ chứa này có thể dễ dàng trở thành một hồ chứa nguy hiểm. Có 100.000 hồ chứa ở Trung Quốc, nhưng có ít nhất 40% hồ chứa không còn an toàn. Wang Luo cho biết, ngoài ra Trung Quốc còn xây dựng hàng chục hồ chứa trên một dòng sông. Nếu một hồ bị vỡ thì các hồ bên dưới cũng sẽ bị vỡ theo. Những hồ chứa nước này giống như một quả bom hẹn giờ. Khi trời mưa một quả bom hẹn giờ nhỏ phát nổ thì người dân Trung Quốc sống dưới hạ nguồn hồ chứa sẽ gặp nguy hiểm. Kính thưa quý vị và các bạn, một vụ lở đất kinh hoàng ở Trung Quốc đang trong quá trình xác minh nguyên nhân và khẩn trương triển khai tìm kiếm cứu hộ. Đã có 14 người được cứu sống và 91 người vẫn còn mất tích. Vụ lở đất kinh hoàng tại khu công nghiệp Liễu Khê, thành phố Thâm Quyến, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc đã xác định số người mất tích lên đến con số 91 người, trong đó có 59 nam và 32 nữ. Vụ lở đất kinh hoàng diễn ra vào lúc 11 giờ 40 phút ngày thứ Hai, đã khiến cho 33 tòa nhà bị đánh sập cùng với những hư hại nghiêm trọng. Các tòa nhà này bao gồm 14 xưởng sản xuất cùng với các tòa nhà văn phòng, nhà ăn, ký túc xá. Nguyên nhân ban đầu của vụ lở đất là do các tòa nhà được xây gần một ngọn núi nhân tạo không có sự kiên cố ở nền móng. Vụ lở đất làm đổ sập 33 tòa nhà tại khu công nghiệp Liễu Khê. Các công tác tìm kiếm cứu nạn vẫn đang diễn ra hết sức khẩn trương. Tuy nhiên do trời tối và mưa to cùng với sự tập trung đông đúc của người nhà nạn nhân, khiến cho công tác tìm kiếm cứu nạn diễn ra gặp rất nhiều khó khăn. Giới chức Trung Quốc đã thành lập một trung tâm chỉ huy cứu hộ và 3 lều điều trị tại hiện trường vụ lở đất. 14 người trước đó đã may mắn được cứu sống, 700 nhân viên cứu hộ với 17 đội chữa cháy, 4 máy bay trực thăng và 30 chó nghiệp vụ đã được huy động tham gia nỗ lực tìm kiếm nạn nhân mất tích. Đã có trường hợp ghi nhận có tới 16 người họ hàng ở trong cùng khu vực lở đất hiện chưa thể liên lạc được với bất kỳ ai. Vụ lở đất đang là tâm điểm của dư luận Trung Quốc, bởi tình trạng này đang diễn ra khá phổ biến ở nhiều nơi.
những người dân ở khu vực làng Hoàng Mi Kiều, huyện Thiệu Dương, tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc cũng đang sống trong tình trạng lo sợ khi khu đất xung quanh khu vực sinh sống của họ liên tiếp xuất hiện những chiếc hố lớn có thể gây sụt lở bất cứ lúc nào. Theo Bộ Đất đai và Tài nguyên Trung Quốc, vụ lở đất xảy ra ở một ngọn núi nhân tạo được dựng lên trong khu vực, chứ không phải là một ngọn núi tự nhiên. Giới chức nước này cũng đã cử đội ngũ chuyên gia đến điều tra tại hiện trường vụ việc. Những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin thời sự tổng hợp ngày hôm nay. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật những thông tin mới nhất trong những bản tin tiếp theo. Quý vị hãy đăng ký kênh Tin Mới để theo dõi. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại. Lở đất, vỡ đê, sông mưa lũ hoành hành khiến hàng chục ngàn hecta lúa và nhà cửa của dân Trung Quốc bị chìm trong biển. Mưa lũ liên tục làm cho các đập thủy điện xả nước khẩn cấp và lở đất tại Trung Quốc lại vừa xảy ra, khiến ít nhất 40 người thiệt mạng và mất tích, chôn vùi nhà cửa và khiến nhiều danh lam thắng cảnh bị đóng cửa tạm thời. 6 người đã mắc kẹt do lở đất ở phía tây nam tỉnh Quý Châu. Lở đất đã tấn công 3 ngôi làng, chính quyền địa phương cho biết ít nhất 156.000 người đã được di rời và 6 người bị mắc kẹt đã được giải cứu. Hình ảnh từ hiện trường cho thấy các nhân viên cứu hộ đang nỗ lực tìm kiếm người mắc kẹt giữa bùn và đá vụn ở vùng núi thành phố Đồng Nhân đổ nát. Nhà chức trách cho biết 1.900 ngôi nhà bị chôn vùi và 600 ngôi nhà khác bị hư hại. Theo tờ Nhân dân Nhật Báo, ít nhất 1.200 người đã chết hoặc mất tích trong năm nay tại Trung Quốc do các thảm họa liên quan đến lũ lụt kể từ tháng 8. Thiệt hại kinh tế trực tiếp lên tới 41,6 tỷ nhân dân tệ, tương đương 5,9 tỷ đô la Mỹ. Nhiều khu vực của Trung Quốc đã bị ảnh hưởng lớn bởi những trận mưa lớn liên tục từ tháng 8, gây thêm thiệt hại cho nền kinh tế nước này vốn đã suy yếu do sự tấn công của hậu đại dịch COVID-19. Một trận sạt lở khác cũng đã xảy ra vào rạng sáng sớm ngày hôm nay tại trung tâm tỉnh Hồ Bắc, đã chôn vùi 51 ngôi nhà và 96 người dân, 8 người trong số đó đã thiệt mạng. Đài truyền hình nhà nước CCTV cho biết một số danh lam thắng cảnh đã phải đóng cửa tạm thời vì lý do an toàn. Khu vực núi Sam Khánh cũng đóng cửa do những trận mưa lớn gần đây với nguy cơ sạt lở và các thảm họa khác trên địa bàn. Bên cạnh ảnh hưởng đến du lịch, các học sinh đang tham gia kỳ thi tuyển sinh đại học trên khắp Trung Quốc cũng rất mệt mỏi trong tuần này vì phải vật lộn đến địa điểm thi đúng giờ. Trong khi nước lũ tràn ngập đường phố ở nhiều khu vực, các nhân viên cứu hộ địa phương đã sử dụng xe tải, thuyền bơm hơi và dây thừng để đưa học sinh đến các điểm thi ở trung tâm tỉnh Hồ Bắc. Trong khi đó, các tỉnh miền Đông Trung Quốc và Chiết Giang ngày hôm qua đã nâng mức ứng phó với lũ lụt lên mức cao nhất dọc sông Tùy Đường, giữa lúc mưa lớn đã làm tràn bờ sông, hồ và dự báo sẽ còn tiếp diễn. Công ty Thủy điện và Thủy lợi Giang Tây đã cử nhân viên đến hiện trường để chặn đê, nhưng nước từ con sông bên ngoài đoạn đê được tu sửa vẫn chạy vào với tốc độ lớn. Vì vậy, việc chặn đê gặp rất nhiều khó khăn. Những vật liệu bằng đá nhỏ thả xuống đã bị nước cuốn trôi, bởi vậy những người cứu hộ đã phải dùng đá to. Tuy nhiên, công trình phòng hộ lũ động đình tốn rất nhiều nguyên vật liệu, nên để sửa chữa đoạn đê này cần khối lượng vật liệu lớn và làm việc rất khó khăn. Ước tính không thể sửa chữa lỗ hổng, vỡ đê trong thời gian ngắn. Hiện tại, mực nước hồ Động Đình ở tỉnh Giang Tây tiếp tục dâng cao. Ít nhất 4 trạm quan sát đã vượt quá mức nước cảnh báo trong thảm họa lũ lụt năm 1998 và năm 2020 và đã phá vỡ kỷ lục lũ trong trận lịch sử của hồ Động Đình vào tháng 6 năm 2020. Tình hình lũ lụt hiện rất nghiêm trọng. Theo giám sát vệ tinh, diện tích bề mặt hồ Động Đình và vùng nước xung quanh hiện đã vượt quá 3.900 km², lớn nhất trong 10 năm qua. Theo dự báo của Đài quan sát khí tượng Trung Quốc, trong 10 ngày đầu tháng 11, mưa lũ sẽ xuất hiện trở lại ở vùng Trung Du và vùng hạ lưu sông Trường Giang. Mưa lớn có thể xảy ra ở một số khu vực. Các khu vực chính chịu ảnh hưởng của mưa lớn sẽ bao gồm Trung Khánh, Quý Châu, Hồ Bắc, Tây Bắc Giang Tây, An Huy, Giang Tô, Thượng Hải, Chiết Giang và một số nơi khác ở một số khu vực sẽ có mưa đá to. Truyền thông đại lục cảnh báo rằng tình hình kiểm soát lũ ở Trung và hạ lưu sông Dương Tử sẽ rất là nghiêm trọng. Trong vài ngày tới, cần ngăn chặn sự xuất hiện của các thảm họa như lũ lụt ở các con sông nhỏ và vừa, lũ lụt ở các khu vực đô thị và nông thôn, tránh đất đá sạt lở chui vào những chỗ trũng. Tổng cộng có 17 triệu người đã bị ảnh hưởng ở 6 tỉnh thành và khu tự trị, 30.000 ngôi nhà đã bị sập và 9 con sông xảy ra lụt kỷ lục trong lịch sử, vượt mức lũ lụt vào mùa hè năm 2020. Kể từ ngày đầu tháng trước, hầu hết các quận và thành phố ở tỉnh Phúc Kiến đã bị ảnh hưởng bởi mưa rất lớn đã xảy ra ở khu vực phía Bắc. Theo tiết lộ của Văn phòng chống lụt bão tỉnh Phúc Kiến, từ 6 giờ sáng ngày hôm qua đến 6 giờ sáng ngày hôm nay, 62 thị trấn ở 25 thành phố ở tỉnh Phúc Kiến có lượng mưa vượt quá 50mm.
trong đó 6 thị trấn ở Nam thành phố trên 100mm, thị trấn Phượng Bộ của quận Cổ Điện là lớn nhất với 147,7mm và lượng mưa tối đa trong 1 giờ là 92,7mm. Bị ảnh hưởng bởi lượng mưa lớn liên tục, tuyến đường sắt Ưng Châu Hạ Môn ở Phúc Kiến đến thượng nguồn xảy ra lở đất. Dự báo thời tiết cho thấy, từ đêm ngày hôm nay đến ngày mai, trên toàn tỉnh có mưa to và sấm chớp. Kể từ khi vào kỳ mưa đầu mùa, mưa lớn đã liên tục xảy ra ở thành phố Cù Châu, tỉnh Chiết Giang. Và lúc 1 giờ sáng ngày hôm qua, do ảnh hưởng bởi mưa lớn, một trận lở đất nữa bất ngờ xảy ra tại làng Đại Hầu, thị trấn Cửu Hoa, huyện Kha Thành, Cù Châu và 107 dân làng đã được sơ tán. Mưa lớn vẫn tiếp diễn ở nhiều tỉnh thành phía Nam và nhiệt độ cao ở miền Bắc tiếp tục gây ảnh hưởng đến Tế Nam, Trịnh Châu, Bắc Kinh, Thiên Tân và Thạch Gia Trang. Trong 2 ngày liên tiếp, Đài quan sát khí tượng Bắc Kinh đã phát tín hiệu cảnh báo màu xanh cho nhiệt độ cao đầu tiên vào lúc 16 giờ ngày hôm qua. Ước tính trong 10 ngày đầu tháng 10, nhiệt độ tối đa hàng ngày ở hầu hết các khu vực của Bắc Kinh sẽ đạt trên 36 độ C và nhiệt độ tối đa có thể lên tới 38 độ C. Vào sáng ngày hôm qua, Cục Khí tượng Trung Quốc Đại lục đã đưa ra cảnh báo nhiệt độ cao một lần nữa và cho biết nhiệt độ tại Bắc Kinh lại tăng cao, nhiệt độ tối đa là 38 độ C. Kính thưa quý vị, mực nước tại hồ chứa Tân An Giang, công trình chống lũ quan trọng ở phía thượng nguồn sông Tiền Đường đã đạt 108,5mm, cao hơn mức bình thường. Theo giới chức tỉnh Chiết Giang, mực nước sẽ còn tiếp tục tăng và dự kiến sẽ lập kỷ lục so với năm 2021. Hồ chứa lớn nhất miền Đông Trung Quốc này ngày hôm qua đã vận xả tràn lần đầu tiên sau 9 năm để hạ đỉnh lũ. Theo Tân Hoa Xã, Ủy ban Thời tiết Chiết Giang cho biết, mực nước trên nhiều con sông tại khu vực đồng bằng của tỉnh này đã vượt mức báo động. Theo cơ quan khí tượng dự báo, mưa lớn sẽ tiếp diễn ở các khu vực phía Bắc và trung tâm tỉnh Chiết Giang trong những ngày tới. Từ đầu tháng, mưa lớn và lũ lụt đã xảy ra trên 9 tỉnh thành của Trung Quốc, chủ yếu tập trung ở phía Nam trên lưu vực sông Trường Giang. Ít nhất 1.210 người đã thiệt mạng hoặc mất tích. Nhiều địa phương đã nâng mức ứng phó với mưa lũ giữa lúc mực nước các con sông và hồ tiếp tục tăng cao và cơ quan khí tượng dự báo mưa lớn vẫn còn tiếp diễn. Mưa lớn cũng đe dọa nhiều công trình thủy điện, bao gồm đập Tam Hiệp trên sông Trường Giang tại tỉnh Hồ Bắc. Theo thông tấn xã Trung ương của đảo Đài Loan, đỉnh lũ sông Dương Tử đi qua hồ Bãi Hương chiều ngày hôm qua đã làm vỡ hơn 200 mét đê ở bờ phía Bắc của hồ Động Đình, huyện Vĩnh Tu, tỉnh Giang Tây. Theo truyền thông đại lục, cơ quan phòng chống lụt bão huyện Vĩnh Tu cho biết, khu vực địa phương bị ảnh hưởng bởi sự cố vỡ đê gồm có 80.100 mẫu đất canh tác, tổng diện tích là 41 km2, đe dọa sự an toàn của 31.000 người dân. Kính thưa quý vị, trong những ngày qua bão lũ triền miên, tai họa liên tục giáng xuống đất nước Trung Quốc khi tại nhiều nơi ở nước này đã xảy ra nhiều vụ tai nạn sạt lở đất cũng như lở núi kinh hoàng khiến cho rất nhiều người thiệt mạng và bị chôn vùi trong khối đất đá khổng lồ mà phải mất rất nhiều thời gian mới tìm kiếm và khắc phục được. Mới đây nhất vào lúc 14 giờ ngày hôm qua, sau những trận mưa kéo dài tầm tã, một vụ sạt lở đất đã xảy ra chôn vùi và xóa sổ hầu như hai ngôi làng. Khoảng hơn 7.000 người dân thuộc thôn Diên Sơn, huyện Hoàng Mai, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc, chỉ có 9 thi thể được đội cứu hộ đưa ra ngoài. Số người còn lại đã bị chôn vùi trong đống đất đá khổng lồ mà chính quyền đang nỗ lực tìm kiếm và khắc phục. Trong khi hơn 10.000 người thì vẫn còn đang mất tích và đang được các đội cứu hộ nỗ lực tìm kiếm, trong đó có cả gia đình của ông bí thư xã khu vực này. Những ngôi làng sống gần khu vực núi thường là những nạn nhân trong những vụ sạt lở thương tâm như trên. Trong khi đó, tại tỉnh Giang Đông, sau nhiều ngày mưa lớn, một vụ lở núi đã xảy ra khi hàng trăm ngàn tấn đất đá đổ sập xuống. Anh Dương, một nhân chứng sống sót kể lại, khi anh đang nằm ngủ thì nghe tiếng nổ lớn, chạy ra xem thấy đất đá trên núi ào ào ầm ầm đổ xuống. Ba khu nhà của Đoàn Kinh tế Quốc phòng 347 thuộc Quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Quốc bị biến mất trong đống đất đá. Anh Khoa, nhân viên thông tin Đoàn Kinh tế Quốc phòng 347 tại huyện Văn Phùng, Giang Đông là một trong những nạn nhân sống sót sau vụ sạt lở núi vẫn chưa hết bàng hoàng. Giọng anh trùng xuống khi kể về diễn biến vụ lở núi cho tờ báo địa phương. Anh kể, quá nửa đêm, có khoảng 27 anh em chúng tôi đang ngủ trong khu nhà tập thể thì nghe một tiếng nổ lớn. Tôi vội bật dậy, chạy ra sau nhà xem thấy đất đá đang ào ào đổ xuống ba khu nhà. Cùng lúc, nhiều tiếng kêu cứu vang lên hốt hoảng anh hô lớn, lở núi, rồi anh chạy xung quanh hỗ trợ mọi người tìm lối thoát. Trong màn đêm mập mờ bởi ánh đèn điện thoại, anh ta thấy nhiều đồng đội của mình bị đất đá vùi lấp, song chỉ biết nhìn theo và bất lực. Sau vụ lở núi đầu tiên, đất đá tiếp tục đổ xuống 3 lần nữa, khiến cho mọi người phải dạt ra ngoài cổng đơn vị lánh nạn.
không ai có thể tiếp cận hiện trường để cứu hộ được. Một đồng đội cứu ra từ đống đổ nát, trung sĩ Hà Hùng Long nói mình như được sinh ra lần hai. Anh ta kể, lúc đó đang nằm ngủ trong phòng tham mưu của ban hành chính cũng nghe tiếng nổ lớn như nhiều người khác, nhưng chưa kịp bật dậy đã bị bức tường lớn đổ đè lên người khiến mắc kẹt. Anh cố gắng hết mình để đẩy bức tường ra khỏi người nhưng vô vọng. Tôi cố gắng kêu lớn, may sao hai người bên ngoài ngồi nghe thấy chạy và hợp sức đẩy tấm bê tông để giúp tôi thoát ra ngoài. Những đợt lở núi tiếp theo ập xuống tiếp tục vùi lấp các dãy nhà, những mảng tường trôi hàng trăm mét, anh nói. Vụ lở núi bất ngờ đã làm cho hơn 422 người bị vùi lấp, trong đó gồm 15 sĩ quan binh sĩ của Quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Quốc và khoảng 125 người dân, gây ra sự kinh hoàng cho dư luận. Lực lượng cứu hộ mới chỉ tìm thấy được 13 thi thể, số còn lại vẫn còn đang bị mất tích. Trong khi mưa lũ và bão gió đang tàn phá đại lục, thì chính quyền nước này không quan tâm mà tiếp tục đưa quân đi xâm chiếm lãnh thổ lãnh hải của các quốc gia hàng xóm, gây phẫn nộ cho toàn thế giới. Ông Tập Cận Bình vẫn đang mải mê cho quân tập trận cả ngày lẫn đêm trên Biển Đông, xâm phạm chủ quyền lãnh hải nghiêm trọng của các nước trong khu vực, trong đó có Việt Nam của chúng ta. Một số ý kiến cho rằng Bắc Kinh đang tận dụng việc thế giới dồn sự tập trung vào tình hình ở Ukraine để tranh thủ phô trương sức mạnh ở Biển Đông, tập trận cả ngày lẫn đêm. Nhận định về các cuộc tập trận kéo dài gần đây của Trung Quốc, giáo sư Carter ở Học viện Quốc phòng Úc cho rằng các cuộc tập trận phức tạp đã được lên kế hoạch từ trước và phục vụ một số mục đích như đào tạo, tích hợp các nền tảng và công nghệ mới để liên kết giữa các lực lượng như hải quân và không quân. Theo chuyên gia người Úc, các cuộc tập trận của hải quân và không quân Trung Quốc trong 11 ngày qua bao gồm các cuộc tập trận không quân phức tạp. Lực lượng không quân Trung Quốc đã tập trận cả ngày lẫn đêm với nhiều loại máy bay chiến đấu và thực hiện nhiệm vụ từ các căn cứ không quân trong khoảng 20 giờ. Bức tranh toàn cảnh cho chúng ta thấy rằng Trung Quốc và Mỹ là đối thủ chiến lược đang tham gia vào một vòng xoáy hành động trả đũa lẫn nhau ở Biển Đông. Nói cách khác, mỗi bên phản ứng lại các hoạt động quân sự của bên kia, giáo sư Carter nhận định. Ông Carter cho rằng các cuộc tập trận quân sự được thiết kế để chứng minh khả năng cụ thể và quyết tâm chống lại sức mạnh hải quân của đối thủ. Các cuộc tập trận vào ban đêm và rạng sáng của họ là để đáp ứng thời điểm của các hoạt động không quân của đối thủ. Theo một nhà nghiên cứu tại Viện Nghiên cứu Khoa học và Công nghệ Quân sự Bắc Kinh, lịch trình huấn luyện mới nhằm đáp ứng các hoạt động của máy bay và tàu chiến Mỹ luôn diễn ra nửa đêm đến 2 giờ sáng, ông Carter dẫn chứng. Ngoài ra, có thể suy đoán rằng thời điểm được chọn là trước cuộc tập trận Bakitatan thường niên giữa Philippines và Mỹ, một trong những cuộc tập trận lớn nhất trong những năm gần đây. Báo South China Morning Post đưa ra một số thống kê đáng chú ý về việc Trung Quốc đã tiến hành gần 100 cuộc tập trận ban đêm trong năm 2021 so với năm 2020 chỉ có 30 cuộc. Bình luận về các động thái này của Trung Quốc, ông Hoàng Việt, trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng có thông tin cho biết Trung Quốc đã liên tục đưa ra các thông báo tập trận từ đầu tháng tới nay là để tìm kiếm một chiếc máy bay quân sự của họ đã bị rơi ở đây trong lúc tập trận. Tuy nhiên, việc kéo dài hoạt động tập trận cho dù máy bay đã được tìm thấy, cho thấy Trung Quốc có thể có những ý đồ khác ở đây. Trước tình hình chiến sự căng thẳng ở Ukraine khiến cả thế giới tập trung vào đây sẽ có thể dẫn đến sự lơ là ở Biển Đông. Trong bối cảnh đó, có những lo ngại rằng Trung Quốc sẽ tìm cách gia tăng các vị trí và ảnh hưởng của họ ở Biển Đông, ông Việt nhận định. Vào ngày hôm qua, một trận động đất kèm theo một cơn lốc xoáy xuất hiện vào cuối giờ chiều ở thị trấn cổ Phượng Hoàng Trấn, hay còn gọi là Phượng Hoàng Cổ Trấn, thuộc tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc. Nó xuất hiện trên núi Phượng Hoàng cách cổ trấn chỉ 200m. Có rất nhiều điều lạ với cơn lốc xoáy này được người dân cổ trấn kể lại. Họ nhìn thấy lốc xoáy xuất hiện từ một đám mây hồng từ trên trời cao và chỉ đứng yên trên ngọn núi. Xung quanh cơn lốc xoáy này là bảy sắc cầu vồng sặc sỡ trông rất đẹp mắt. Cơn lốc xé cứ đứng yên ở đó như thể không di chuyển trong thời gian dài cả tiếng đồng hồ, khiến cho người dân cổ trấn kéo nhau ra ngoài xem đông như hội. Một điều kỳ lạ nữa là trong cơn lốc xoáy và bảy màu sắc cầu vồng xuất hiện một tượng Phật Bà Quan Âm rõ nét đang gọi trên bát đàn niệm Phật. Những ánh hào quang của Phật Bà chiếu rọi ra xung quanh sáng lấp lánh cả một khoảng trời đất rộng vài km vuông. Khi hiện tượng này biến mất, khi trời bắt đầu đổ mưa tầm tã suốt 3 ngày đêm không dứt, nước ở nhiều con sông tại hai tỉnh Hồ Nam, Hồ Bắc dâng lên bất ngờ cao mấp mé bờ đê.
Người dân ở hai tỉnh thành này khi đó rất hoang mang, lo sợ vì chưa bao giờ mưa lớn xảy ra suốt 3 ngày đêm vào thời điểm cuối năm đã bước sang mùa khô. Họ chẳng biết làm gì hơn ngoài việc đem lễ vật ra bờ sông cúng bái, cầu trời khấn Phật, dù lòng thương xót đừng gây nên lũ lụt. 3 ngày sau đó, nước mưa ngừng rơi và nước sông cũng đột ngột rút đi. Người dân Trung Quốc cho rằng ông trời đã nghe được lời cầu xin của họ và đã không gây ra lũ lụt. Bước sang ngày thứ 24, tức là sau sự kiện đó 3 ngày, người dân cổ trấn Phượng Hoàng khi đó mới rủ nhau lên đỉnh núi Phượng Hoàng ở tây nam cổ trấn, nơi có cơn lốc xoáy và Phật Bà Quan Âm xuất hiện. Ai cũng đem theo sính lễ tùy tâm để lạy Phật Bà Quan Âm. Riêng thanh niên trai tân cổ trấn này được trân trọng khiêng một sính lễ lớn đi đầu 200.000 người dân. Đây là một nghi thức cúng lễ của dân tộc Miêu và những người dân tộc thiểu số. Ở đây, núi Phượng Hoàng và nhiều dải núi khác bao quanh cổ trấn này từ ngàn đời nay. Tuy nhiên, núi Phượng Hoàng được cho là linh thiêng nhất nằm ở khu tây nam cổ trấn. Trên đỉnh núi, thiên nhiên đã tạo ra một khối đất đá lớn chen lẫn cây cối trông giống như một con chim Phượng Hoàng bay lên trời. Người dân ở đây đặt tên cổ trấn này là Phượng Hoàng, theo tên của ngọn núi. Những đôi trai gái trước khi lấy nhau, hai họ cũng mang lễ vật lên đây để cúng vái trời đất, và sự kiện Phật Bà Quan Âm xuất hiện trên đỉnh núi khiến cho người dân càng tin vào một sự kiện gì đó rất đặc biệt sẽ xảy ra. Được biết, cùng đi theo sau đoàn người này có một thầy chiêm tinh nổi tiếng của tỉnh Hồ Nam. Ông thầy đã được người dân cổ trấn mời về để xem điều gì sẽ xảy ra với người dân. Khi lên đến đỉnh núi, thầy chiêm tinh này làm lễ xong thì một tiếng nổ như sét đánh ngang tai trên đỉnh núi. Một tiếng nổ lớn thì một đám mưa bụi trắng như tuyết từ dưới lòng đất phun lên trời cao mấy trăm mét. Người dân cổ trấn chưa hết bàng hoàng thì dưới hang núi phun lên đám mưa bụi trắng ấy, trong đó có một cặp rồng quyện với nhau bay vút lên trời cao. Chúng bay xung quanh trên đầu dòng người đang quỳ phục lại dưới đất và phun ra những dòng nước trắng xóa. Sức ép của dòng nước này quất lên những người dân cổ trấn rát cả da thịt, nhưng chẳng ai dám ngẩng đầu lên. Họ cứ quỳ lại như thế cho đến khi tiếng kêu thảm thiết của hai con rồng lẩn khuất trong những đám mây trắng trên trời cao, thì mọi người mới lóp ngóp ngồi dậy. Họ hoảng hốt khi phát hiện mấy thầy chiêm tinh ngồi xếp vòng tròn trên đất, hai tay khoanh tròn trước ngực nhưng đã tắt thở. Trước mặt thầy chiêm tinh vẫn còn mấy dòng chữ đỏ như máu viết trên trang giấy phép của thầy có nội dung kiếp nạn đến gần. Ai nhìn thấy dòng chữ này cũng thấy hoảng hồn, không nói lên được điều gì cả. Lạ một điều là khói bụi như một trận mưa cộng với vòi của hai con rồng trắng phun ra cũng không làm sao mà xóa được đi những dòng chữ ấy. Không biết những dòng chữ này là do thầy chiêm tinh trước lúc chết viết ra hay nó đã có ở đó từ bao giờ. Cho đến tận 12 giờ đêm hôm đó, người dân cổ trấn mới quyết định chôn xác thầy chiêm tinh. Họ biết rằng có một kiếp nạn sắp xảy ra theo mấy dòng chữ cảnh báo đỏ như máu ấy. Kính thưa quý vị, vào đêm hôm qua, một trận động đất kinh hoàng mạnh 4,6 độ Richter đã xảy ra ở cổ trấn Phượng Hoàng, hay còn gọi là Phượng Hoàng cổ trấn của Trung Quốc. Thị trấn nhỏ này là khu du lịch nổi tiếng của người Trung Quốc. Nó nằm ở tỉnh Hồ Nam, rất gần với con đập Tam Hiệp. Mưa lũ kéo dài triền miên hơn một tháng qua chính là nguyên nhân gây nên những vụ động đất ở Trung Quốc, và thị trấn cổ này cũng không thoát khỏi thiên tai do ông trời trừng phạt. Theo nhiều thông tin trên toàn đất nước Trung Quốc, thị trấn này vào 2 năm trước cũng đã bị nhấn chìm trong biển nước, và 2 năm trở lại đây năm nào cũng bị ngâm mình trong nước lũ vì nó nằm gần hồ đập Tam Hiệp, nơi có những trận động đất liên tục xảy ra do ngâm mình trong nước lũ suốt mấy năm vào mùa mưa nên sạt lở đất đá, sụt lún gây nên những thảm họa kinh hoàng. Lệnh của Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình là giữ bằng mọi giá cổ vật di sản này, nhưng làm sao chống chọi được với sự trừng phạt của ông trời. Và lúc 12 giờ đêm hôm qua, người dân nơi đây nghe thấy một tiếng nổ lớn, ngay sau đó là sự rung lắc dữ dội chỉ trong vòng 3 phút. Một nửa cổ trấn đã bị sụp đổ, chìm sâu với độ sâu 1 mét, tất cả những căn nhà còn lại đều siêu vẹo về phía nam. Những người sống sót chạy ra khỏi nhà và trèo lên những ngọn núi gần đó để tránh thảm họa. Sáng nay, chính quyền Trung Quốc vẫn đang làm công tác cứu hộ, cứu nạn. Ước chừng đã có 2.000 người thiệt mạng và mất tích, 3.500 người bị thương. Tuy nhiên, thiệt hại lớn về di sản văn hóa được UNESCO công nhận bởi đó là một cổ trấn 1.300 năm tuổi thời nhà Minh để lại.
nước lũ vẫn đang hoành hành trong trấn cổ này, mưa vẫn tầm tã rơi không ngớt, toàn bộ dân số ở đây đã phải chạy lên núi cao gần đó. Họ phát hiện ra tiếng nổ liên quan trên một ngọn núi gần đó, cách cổ trấn nửa km về hướng nam. Chính tiếng nổ này làm gây nên trận động đất nhẹ 4,5 độ Richter, làm tan hoang thị trấn cổ trấn. Vào hồi năm ngoái, một kỹ sư và các nhà khoa học nghiên cứu về động đất sóng thần đã đưa ra dự báo thị trấn này có thể bị chìm trong lòng đất vì động đất, nguyên nhân vì nó liên tục bị ngập trong bão lũ. Tuy nhiên, chính quyền Trung Quốc đã không tin về điều này, còn bắt đi một số người vì tội tung tin giả gây hoang mang lòng dân. Vậy là dự đoán của các nhà khoa học đã đúng. Ngày hôm nay, một nhà khoa học tên Hứa Bảo Lâm của Trung Quốc đã nhắc lại lời tiên đoán này. Ông viết trên mạng xã hội cá nhân và nói rằng chính quyền Trung Quốc đã không tin vào những dự báo của các nhà khoa học nên mới xảy ra thảm họa. Phượng Hoàng cổ trấn nằm cách đập Tam Hiệp 160 km, đây là một khoảng cách khá xa so với tầm nhìn của người dân thường. Nhưng trong mắt các nhà khoa học, nó lại rất gần và phải chịu sự ảnh hưởng nặng nề bởi rãnh nước Manina. Rãnh nước này bắt nguồn từ ngoài khơi biển Đài Loan và chia ra làm 6 đường trung tuyến, trong đó có đường trung tuyến thứ 2 đâm thẳng vào con đập Tam Hiệp ăn ra Phượng Hoàng cổ trấn kéo dài tận Hồ Động Đình. Cách đây vài ngày, Hồ Động Đình cũng đã phải chịu một trận động đất mạnh 8,4 độ Richter, làm biến mất đảo Quân Sơn, có 72 ngọn núi giữa lòng hồ. Nó đã báo trước tai họa sẽ ập đến với thị trấn cổ này, nhưng người dân trong cổ trấn lại hoàn toàn không biết về sự cố này. Vấn đề được khắc phục ở đây chính là nên thông báo sự thật cho người dân biết trước thảm họa sẽ xảy ra, để giảm thiểu những thiệt hại do thiên tai gây ra. Kính thưa quý vị, không quân Mỹ nổi điên với Tập Cận Bình giúp Việt Nam lấy lại đảo Phú Lâm từ tay Trung Quốc. Hàng loạt tiếng nổ vang trời nhức nhối đêm qua, cả thế giới ngày hôm nay vừa nghe được một thông tin gây chấn động, đó là Mỹ đã cho máy bay chiến lược oanh tạc cơ B-1B tấn công đảo Phú Lâm và vịnh Bột Hải của Trung Quốc. Nhiều nhà bình luận quốc tế nổi tiếng đã đăng đàn bình luận về sự vụ này và đây là sự trả đũa của Mỹ đối với Trung Quốc. Nhưng cũng có một số nguồn tin trái chiều cho rằng Mỹ làm sao dám động đến Trung Quốc vì bây giờ nền quân sự của Trung Quốc đã vượt mặt so với Mỹ. Riêng ở Việt Nam ta, người dân hứng khởi vui mừng khi nghe tin đảo Phú Lâm bị công phá. Điều này cũng là điều dễ hiểu bởi vì đảo Phú Lâm vốn dĩ là người của Việt Nam bị Trung Quốc chiếm đóng trái phép. Nhiều người dân thủ đô Hà Nội còn ăn mừng với nhau bằng những bia rượu vui khôn tả. Bình luận về đảo Phú Lâm vào lúc 1 giờ đêm hôm qua, đảo Phú Lâm của Trung Quốc chiếm đóng trái phép của Việt Nam trên quần đảo Hoàng Sa. Việt Nam bất ngờ bị máy bay ném bom B-1B của Mỹ dội bom dữ dội. Hình ảnh AIS vệ tinh ghi nhận vào đêm hôm qua, đảo Phú Lâm chìm trong khói lửa sau khi bị hàng loạt bom từ trên trời rơi xuống. Hải quân của Trung Quốc ngay lập tức báo động để chữa cháy. Đơn vị pháo phòng không và tên lửa đất đối không của Trung Quốc đã được lệnh khai hỏa, nhưng hai đội quân này ngồi trên bệ phóng cả 30 phút đồng hồ nhưng không thể tìm thấy mục tiêu đâu. Chỉ huy của đội tên lửa đất đối không và pháo phòng không được lệnh bắn loạt xạ lên bầu trời, nhưng bắn cả 15 phút mà vẫn không thấy mục tiêu nào bị bắn hạ. Điều này đã được giải thích rằng máy bay ném bom của Mỹ bay ở độ cao rất cao, hệ thống máy ống nhòm của Trung Quốc lại quá dở, không thể nhìn được mục tiêu quá 3.000 mét nên không thể nào phát hiện ra mục tiêu. Cũng vào lúc đó, hàng loạt bom laser của Mỹ tiếp tục rơi xuống đảo. Những bị phóng phòng không tên lửa đất đối không của Trung Quốc bị trúng bom bắn tung tóe lên bầu trời. Cả hòn đảo xinh đẹp chỉ thấy một màu khói lửa. Trải qua 45 phút oanh tạc, máy bay Mỹ bay về biển Bột Hải để tiếp tục một trận không kích thứ hai. Kính thưa quý vị khán giả, được biết, đêm qua, hai chiếc máy bay B-1B của Mỹ đã xuất phát từ đảo Guam đến đảo Phú Lâm thực hiện vụ ném bom lịch sử. Loại máy bay này được cho là thay thế máy bay B-52 của Mỹ. Máy bay B-1B của Mỹ có chiều dài 44,5 m, dài cánh 41,8 m, chiều cao 10,4 m, diện tích cánh dài 181,2 m. Đây là lần đầu tiên Mỹ thử nghiệm loại máy bay này đi chiến đấu. Tuy nhiên, trước đó, nó đã được bay và ném bom thử nghiệm hồi tháng 12 năm ngoái tại Trung Đông. Và kết quả cuộc thử nghiệm này cho thấy là rất mỹ mãn, vượt quá sự mong đợi của các quan chức Nhà Trắng. Theo báo chí của Đài Loan vào ngày hôm nay đưa tin, vụ ném bom đêm hôm qua trên đảo Phú Lâm là hành động trả đũa của Mỹ đối với Trung Quốc khi mà quân đội của nước này đã tấn công lên đảo Ba Bình và Đông Sa của Việt Nam, mà hiện nay Hải quân của Đài Loan đang nắm quyền kiểm soát. Trước đó vào ngày hôm qua, phía Trung Quốc đã lợi dụng trận diễn tập bắn đạn thật tại vịnh Bột Hải, sau đó cho Hải quân Không quân và Thủy quân lục chiến tấn công lên đảo Ba Bình và Đông Sa. Tuy nhiên, kế hoạch này đã bị Thiếu tướng Hải quân Trung Quốc làm tình báo cho Việt Nam, thông báo cho quân báo Việt Nam biết. Phía Việt Nam không muốn hai hòn đảo này rơi vào tay Trung Quốc nên đã thông báo cho phía Đài Loan biết.
Hải quân không quân của Đài Loan và Mỹ đã lên kế hoạch đánh cho Hải quân Trung Quốc một trận tơi bời khói lửa. Tuy nhiên, phía Hải quân Hoa Kỳ và Đài Loan có 12 lính bị thiệt mạng. Chính vì sự vụ này, vào đêm hôm qua, Mỹ đã điều động 2 máy bay ném bom B-1B từ đảo Guam đánh phá đảo Phú Lâm của Trung Quốc. Kính thưa quý vị khán giả, không dừng lại ở đó, ngay sau khi rời đảo Phú Lâm, hai chiếc máy bay B-1B đã bay đến vịnh Bột Hải, nơi phía Hải quân Trung Quốc đang tổ chức một cuộc diễn tập dài 2 tháng rưỡi với hàng trăm tàu hải cảnh, hàng trăm máy bay và hơn 100.000 lính thủy đánh bộ. Hai chiếc máy bay này đã liên tục trút mưa bom xuống bờ biển, nơi các tàu thuyền đang đậu nghỉ qua đêm. Các nhà quan sát quốc tế nhận xét rằng trận mưa bom đêm hôm qua không khác nào trận chiến không quân Nhật Bản tấn công Trân Châu Cảng của Mỹ. Nhiều máy bay chiến đấu của Trung Quốc trước đó đã được lệnh bay vút lên trời cao để chiến đấu, nhưng các loại máy bay Trung Quốc như J-10, J-11 đều nhận lấy thất bại thảm hại. Lý do vì những máy bay này không thể bay vượt độ cao của máy bay B-1B của Mỹ, không thể bắn từ dưới lên cao nên không thể tiêu diệt được mục tiêu. Đó là lời báo cáo của các phi công Trung Quốc. Khi tham gia chiến đấu, họ đều bị bắn hạ hoặc tự phải trốn chạy trước hai chiếc B-1B của Mỹ vào buổi sáng ngày hôm nay. Phía Trung Quốc đã lên án hành động của Mỹ, tuyên bố sẽ có màn trả đũa thích đáng. Vào lúc 1 giờ 30 phút ngày hôm qua, một thảm họa dòng chảy mảnh vụn lớn đã xảy ra ở các thung lũng sông khác nhau ở Dongjue, ủy ban làng Litodi, thị trấn Pladi, Gongsandulong và Nu Autonomous County, Nujiang Lisu Autonomous Prefecture, tỉnh Vân Nam. Theo xác minh mới nhất, thảm họa dòng chảy mảnh vỡ xảy ra vào khoảng 1 giờ 35 phút sáng ngày hôm qua. Tính đến 6 giờ sáng hôm qua, theo thông tin do tổ công tác tại chỗ chuyển về, trạm thủy điện Lanxi đang được xây dựng trên sông Minggu. Tại các cửa đập số 2, 3 và 4 đều có công nhân làm việc. Trong đó có 22 công nhân ở cửa đập số 3, có hơn 40 công nhân thi công đập số 2 và số 4. Do đường xa nên thường phải đi bộ 4 đến 5 tiếng, hơn nữa rất khó đi qua do sạt lở đất nên vẫn chưa rõ thương vong và thiệt hại cụ thể. Vào lúc 22 giờ đêm ngày hôm qua, thảm họa dòng chảy núi và mảnh vỡ đã khiến nhóm công nhân ở Dangyegu của làng Litodi, thị trấn Pladi và dân làng ở hai bên sông Dangyegu và các làng lân cận và mỏ sắt Ujin bị ảnh hưởng. Tính đến 8 giờ 30 phút ngày hôm nay, thảm họa đã khiến nhà cửa của dân làng hai bên sông Dangyegu và các làng lân cận cũng như xưởng của nhà máy chế biến mỏ sắt Dangyegu thuộc công ty Ujin bị cuốn trôi. Có ít nhất 275 người thiệt mạng, trong đó có 2 người bị thương nặng, chết trên đường đến bệnh viện và 90 người mất tích. 63 người đã được cứu và hơn 30 người bị thương nhẹ. Những người bị thương nặng đã được chuyển đến bệnh viện Fegong County để điều trị và những người bị thương nhẹ đã được chuyển đến Pradi Township Health Center để điều trị. Tính đến 21 giờ ngày hôm qua, đã có 6 người chết, 86 người mất tích, 9 người bị thương nặng và 30 người bị thương nhẹ. 3.282 người đã được di rời khẩn cấp và tái định cư. Có 387 người trong 102 hộ dân bị sập nhà. Có khoảng 2.350 mét nền đường bị cuốn trôi. Khu vực nhà máy của nhà máy chế biến quặng sắt Dongyegu của công ty Ujin bị cuốn trôi và một cây cầu vòm bằng đá bị cuốn trôi. Tính đến 18 giờ ngày hôm nay, 3 thi thể nạn nhân mới được tìm kiếm. Cứu nạn trong ngày hôm nay, trong đó một thi thể được khai quật cứu nạn tại vị trí dòng chảy Xà Bần, hai thi thể được cứu từ vùng hạ lưu sông Nu, số người chết tăng lên 32 người và 60 người mất tích. Và công tác cứu hộ bước sang ngày thứ 6 và trọng tâm của công việc đã chuyển sang các vấn đề tiếp theo như trấn an, sửa chữa đường khẩn cấp và loại bỏ rủi ro. Công tác an ninh cũng đang được thực hiện hiệu quả. Tính đến ngày hôm nay, tổng số 629 người nhà nạn nhân đã được tiếp nhận, 473 người đã trở về, 156 người nhà nạn nhân còn ở lại nơi xảy ra thảm họa và đã được tái định cư đúng cách. 82 nạn nhân đã được cấp quỹ an ủi. Đối với công việc phân phát, tổng cộng 820.000 nhân dân tệ tiền an ủi đã được phân phát, 10.000 nhân dân tệ cho mỗi người đã chết, 10 thành viên gia đình còn lại không thể xác minh và xác nhận. Hôm nay, Phó trưởng huyện Gongsan, tỉnh Vân Nam kiêm Giám đốc Sở Công an đã công bố tiến độ tìm kiếm và cứu nạn mới nhất cho các phóng viên Tân Hoa xã tại địa điểm xảy ra thảm họa dòng chảy. Tính đến 18 giờ ngày hôm nay, 5 thi thể nạn nhân mới được tìm kiếm và cứu hộ trong ngày. Trong đó, 4 người tại vị trí dòng chảy mảnh vỡ và 1 người được trục vớt dòng sông Nữ Giang. Số người chết tăng lên 37 người và 55 người mất tích.
Ông Hu Xirong cho biết bước tiếp theo sẽ tiếp tục tìm kiếm cứu nạn tại các khu vực trọng điểm và các bộ phận trọng yếu của khu vực xảy ra thảm họa, đồng thời tăng cường nỗ lực tìm kiếm dọc sông. Các cơ quan công an cũng sẽ nỗ lực hết sức để xác định và bảo vệ hài cốt của nạn nhân và hỗ trợ thân nhân xác định danh tính nạn nhân. Phù sa từ các mảnh vỡ chảy tràn đến trung tâm sông Nữ Giang, khiến mực nước sông Nữ Giang từ nơi xảy ra thảm họa đến huyện Công Sơn dâng cao 6m, nhưng nó không gây ra hồ đập. Đường cao tốc Gwangwon đoạn Gongsan bị gián đoạn và liên lạc trong thị trấn của quận bị gián đoạn. Thông tin liên lạc được nối lại vào khoảng 16 giờ. Hơn 1.100 người tham gia công tác tìm kiếm và cứu hộ và hơn 1.000 cư dân gần khu vực xảy ra thảm họa và dọc theo sông Nuyang đã được chuyển khẩn cấp. Thiệt hại kinh tế trực tiếp do thiên tai gây ra là 140 triệu nhân dân tệ. Sau thảm họa, ông Duẩn Nhạc Thanh, bí thư tỉnh ủy Nữ Giang đã yêu cầu nhanh chóng điều tra tình hình thảm họa và tìm kiếm cứu nạn những người mất tích. Lãnh đạo liên quan và các tổ công tác của nhà nước, quận và thị xã đang triển khai công tác cứu hộ. Tuy nhiên, do vị trí xảy ra sự cố xa quận lỵ nên giao thông đi lại rất bất tiện. Công tác cứu hộ gặp nhiều khó khăn. Trong một báo cáo khác, Liu Ping, Phó tỉnh Vân Nam đã lãnh đạo các bộ phận liên quan thành lập một tổ công tác và đang chuẩn bị gấp rút tới hiện trường. Sau chuyến hành trình dài hơn 8 tiếng đồng hồ, ông Liu Ping đã đến kiểm tra máy xúc và khoảng 20 giờ 30 phút đêm hôm đó, Phó tỉnh trưởng Liu Ping dẫn đầu đoàn công tác cứu hộ và cứu trợ thảm họa của chính quyền tỉnh đến nơi xảy ra thảm họa và thăm hỏi người dân bị ảnh hưởng bởi các thảm họa dòng chảy. Cán bộ và bộ đội, cán bộ địa phương và quần chúng nhân dân đến chia buồn. Sau khi đến hiện trường, Liu Ping đầu tiên kiểm tra thiệt hại trong khu vực thảm họa và lấy một máy xúc để kiểm tra độ sâu của chôn cất. Hao Xinhua, tỉnh trưởng tỉnh Nuyang đi cùng anh ta và giới thiệu Liu Ping. Hao Xinhua cho biết do sự cố bất ngờ, 300.000 mét vuông đất đã đổ xuống, gần như nhấn chìm nhóm dân làng Yegu và nhà máy luyện và luyện quặng sắt Đông Gyeju. Tổ dân phố và nhà máy sản xuất quặng sắt đã bị ngập hoàn toàn trong đất, chỉ còn trơ trọi vài ngôi nhà chỏng trơ trên sườn núi và người dân ở những nơi sạt lở dưới chân núi chưa kịp di dời đến khu vực an toàn. Để đối phó với thảm họa ở Gongshan, Ủy ban giảm nhẹ thiên tai quốc gia và Bộ Nội vụ đã nâng cấp ứng phó khẩn cấp cứu trợ thảm họa 4 cấp quốc gia lên cấp độ thứ 3 vào lúc 10 giờ 50 phút ngày hôm qua. Thứ trưởng Bộ Nội vụ Sun Shang Cheng dẫn đầu 5 nhóm công tác của Ủy ban giảm nhẹ thiên tai và quốc gia đã khẩn trương đến vùng thiên tai ở Vân Nam để hỗ trợ hướng dẫn cứu hộ và tái định cư cho người dân bị ảnh hưởng. Được biết, Ủy ban giảm nhẹ thiên tai tỉnh Vân Nam và Bộ Nội vụ đã phát động phản ứng cấp 2 vào lúc 10 giờ ngày hôm qua và nhanh chóng gửi 100 lều cứu trợ, 200 mền, 200 áo khoác và 200 bộ quần áo đến khu vực bị thiên tai ở Brady Township. Văn phòng dân sự của tỉnh tự trị Nuyang Lisu đã khẩn cấp cấp phát 100 lều cho khu vực thiên tai. Quận Gongshan đã kịp thời thành lập một nhóm dẫn đầu cho công tác cứu hộ và cứu nạn trong thảm họa dòng chảy mảnh vỡ cực lớn này, bao gồm 4 nhóm công tác tìm kiếm và cứu nạn, hỗ trợ thông tin liên lạc, tiện nghi và hội nhập, bao gồm các vấn đề dân sự, đất. Đội công tác khẩn trương đến hiện trường lúc 3 giờ sáng ngày hôm qua sơ tán và tái định cư cho hơn 200 dân làng ở các làng xung quanh, đồng thời tiến hành công tác cứu hộ. Nhiều công việc cứu hộ và cứu nạn đang được tiến hành. Dòng chảy mảnh vụn không liên quan gì đến nhà máy quặng sắt khi một người nào đó trên mạng nói rằng liệu dòng chảy mảnh vụn có liên quan đến nhà máy quặng sắt hay không. Li Kujian, giám đốc quận Gongshan nói rằng nhà máy quặng sắt cách đó 2 km xa nơi xảy ra tai nạn và không có quặng tích tụ. Sau khi có kết quả điều tra của sở, xác định dòng chảy đá vụn là do sạt lở, do mưa liên tục chứ không liên quan gì đến nhà máy quặng sắt. Theo dự báo của Đài quan sát khí tượng tỉnh Vân Nam, thị trấn Plati Gongshan Dulong và Nu Autonomous County Vân Nam, nơi một dòng chảy mảnh vụn khổng lồ xảy ra vào 2 ngày trước đó, sẽ vẫn bị chi phối bởi mưa vừa đến mưa to trong 3 ngày tới. Đài quan sát khí tượng tỉnh Vân Nam dự báo thời tiết thị trấn Pradi nhiều mây, có mưa vừa, lượng mưa mạnh hơn, có thể mưa to, nhiệt độ từ 17 đến 29 độ C. Thời tiết mưa nhiều sẽ khiến công tác cứu hộ khó khăn hơn. Được biết, Cục Khí tượng tỉnh Nữ Giang đã đưa ra một kế hoạch khẩn cấp cho các thảm họa khí tượng lớn và Cục Khí tượng tỉnh Vân Nam cũng đã cử các chuyên gia đến khu vực thiên tai để cung cấp các dịch vụ và hướng dẫn khí tượng. Rạng sáng ngày hôm qua, một thảm họa lở đất đã xảy ra tại thị trấn Plati, huyện Gongshan, tỉnh Nuyang, khiến 6-7 người mất tích, nhiều cầu đường bị cuốn trôi, giao thông và thông tin liên lạc đều bị gián đoạn.
Thị trấn Pladi nằm ở phía tây bắc của tỉnh Nữ Giang, phía nam của quận Công Sơn, cách quận 20 km. Núi và cao nguyên ở thị trấn dốc và ít vùng đệm. 60% nông dân sống trên sườn núi, quản lý 6 ủy ban làng: làng Kida, làng Litodi, làng Migu, làng Bujua, làng Hebo, làng La Giao, 56 tổ dân phố, 1914 hộ gia đình với tổng dân số là 6.572 người. Trong đó, số lao động nông thôn là 3.060 người và dân số trong độ tuổi lao động là 2.935 người. Thông tin do Sở Tài nguyên và Đất đai tỉnh Vân Nam báo cáo cho thấy, trung và hạ lưu sông Nữ Giang là khu vực trọng điểm phòng chống thảm họa địa chất ở tỉnh Vân Nam. Khi mùa mưa đến, lượng mưa tập trung sẽ khiến đất trên các sườn dốc nhanh chóng bị bão hòa nước và độ ổn định của các sườn dốc sẽ giảm nhanh chóng, dẫn đến sạt lở đất, phạm vi dòng chảy mảnh vụn được mở rộng, số lượng tăng lên. Bị ảnh hưởng bởi thời tiết khắc nghiệt năm nay, kể từ tháng 6, tỉnh Vân Nam đã bước vào thời kỳ có nhiều thảm họa địa chất. Tổng cộng có 423 thảm họa địa chất như sạt lở đất, sụp đổ và dòng chảy đá vụn đã xảy ra trên địa bàn tỉnh, tăng 30% so với những năm trước, dẫn đến tổng số 19 người chết, 16 người mất tích, 26 người bị thương và thiệt hại trực tiếp về kinh tế là hơn 49 triệu nhân dân tệ. Thảm họa dòng chảy đá vụn đột ngột và cực lớn ở Châu Tuyền, Cam Túc và dòng chảy đá vụn đột ngột ở Vân Nam đã gây ra những thiệt hại to lớn về tính mạng và tài sản của người. Đồng thời, gióng lên hồi chuông cảnh tỉnh cho con người phát triển phải tôn trọng quy luật tự nhiên và tuân thủ quy luật tự nhiên. Vậy phải làm thế nào để ngăn chặn những trận lở bùn này và chúng ta có thể làm gì khi đối mặt với lở đất? Đây là câu hỏi mà rất nhiều quý khán giả đã đặt ra. Vậy để ngăn chặn những trận lở bùn này thì về ngắn hạn, để đối phó với các dòng chảy mảnh vụn thì các nhà dự báo phải đưa ra các cảnh báo sớm. Hê Xin Minh, nhà nghiên cứu tại Viện Thảm họa và Môi trường Núi Thành Đô, Bộ Tài nguyên nước, Viện Khoa học Trung Quốc cho biết, ví dụ lượng mưa đạt tới bao nhiêu mm để gửi tín hiệu cảnh báo sớm về dòng chảy mảnh vụn. Hệ thống dự báo âm thanh và cảnh báo sớm là một trong những cách quan trọng nhất để giảm thiểu thảm họa. Về lâu dài, dòng chảy mảnh vụn có liên quan đến yếu tố con người như xây dựng quy mô lớn, phát triển các sườn đất, xây dựng các trạm thủy điện. Hê Xin Minh nói, cần tăng cường bảo vệ môi trường ở những khu vực có nguy cơ xảy ra tai biến địa chất để chống xói mòn đất, không làm thay đổi cấu trúc của núi quá mức và ảnh hưởng đến sự ổn định của khối đá. Theo số liệu do thảm họa núi cung cấp, các khu vực miền núi phía Tây Trung Quốc là một trong những khu vực có dòng chảy đá vụn phát triển nhất và nghiêm trọng nhất trên thế giới, chiếm hơn 40 quận, thành phố ở tỉnh Cam Túc. Trên lãnh thổ có 8.260 mương dẫn dòng chảy đá vụn, chỉ riêng ở Long Nam đã có 6.260 mương dẫn dòng chảy đá vụn. Trong số 179 quận ở tỉnh Tứ Xuyên và thành phố Trùng Khánh thì có hơn 130 mương dẫn dòng chảy đá vụn, 49 thành phố, quận trong khu tự trị Tây Tạng có 307 mương dẫn dòng chảy đá vụn và 3.054 mương dẫn dòng chảy đá vụn đã được xác định. Hầu hết mọi quận thành phố ở tỉnh Vân Nam đều có hệ thống mương dẫn dòng chảy đá vụn và 2.379 mương dẫn dòng chảy rác thải đã được xác định. Theo Jang Chun-san, nhà nghiên cứu tại Viện Cơ học Địa chất thuộc Học viện Khoa học Địa chất Trung Quốc, có 567 đơn vị hành chính cấp quận trong cả nước có nguy cơ cao về sụp đổ, sạt lở đất và dòng chảy mảnh vụn, đặc biệt là Thiểm Tây, Cam Túc, Tây Tạng. Trong số đó, 46 quận ở Cam Túc được xếp vào danh sách các khu vực có nguy cơ cao hoặc rất cao, ít hơn Vân Nam là 76 và ít hơn Tứ Xuyên là 69. Sáng sớm hôm qua, dưới ảnh hưởng của lượng mưa lớn liên tục, nhiều đoạn đường ở huyện Vân Xuyên, tỉnh A Ba, tỉnh Tứ Xuyên đã xảy ra sạt lở đất đá. Tính đến 19 giờ ngày hôm qua, thảm họa đã khiến 17 thị trấn ở tỉnh A Ba bị ảnh hưởng ở các mức độ khác nhau, với 7 người chết, 24 người mất tích, 6 người bị thương, trong đó 3 người bị thương rất nặng và một lính cứu hỏa hy sinh trong cứu nạn. Làm thế nào để phòng ngừa và ứng phó với các tai biến địa chất như sạt lở đất và các dòng chảy đá vụn trong mùa mưa là câu hỏi được tìm kiếm trên Weibo và Baidu nhiều nhất trong những ngày qua. Theo bản tin của CCTV, phóng viên được biết từ văn phòng thông tin của chính quyền tỉnh A Ba rằng, tính đến 19 giờ ngày hôm qua, thảm họa đã khiến 17 thị trấn ở tỉnh A Ba bị ảnh hưởng ở mức độ khác nhau, với 7 người chết, 24 người mất tích và 6 người bị thương. Theo thống kê sơ bộ, thảm họa đã khiến hơn 49.000 du khách bị mắc kẹt. Hiện hơn 36.000 du khách đã được chuyển đi đến nơi an toàn. Hơn 13.000 du khách đang chờ được chuyển đi an toàn. Phóng viên tìm hiểu từ Sở Công an tỉnh Tứ Xuyên, vào khoảng 2 giờ sáng ngày hôm qua, tại nhiều nơi ở huyện Vân Xuyên, tỉnh A Ba đã xảy ra lở đất, khiến nhiều tuyến đường, liên lạc, điện bị gián đoạn.
Cảnh sát an ninh công cộng A3 túc trực nỗ lực hết sức để đảm bảo các kênh cứu hộ khẩn cấp. Lúc 2 giờ 21 phút, lữ đoàn Vấn Xuyên thuộc biệt đội A3 nhận được tin báo từ quần chúng nói rằng lũ quét đã xảy ra ở thị trấn San Giang, thị trấn Gengda và những nơi khác ở Vấn Xuyên và một số người đã bị mắc kẹt. Lữ đoàn Vấn Xuyên đã cử đội chuyên trách thị trấn Jingshu, đội chuyên trách thị trấn Shumo và phi đội Vấn Xuyên đến giải cứu. Vào sáng ngày hôm qua, các phương tiện truyền thông được biết từ quân đoàn cứu hỏa và cứu hộ Tứ Xuyên rằng hai nhân viên cứu hỏa toàn thời gian tham gia cứu hộ khẩn cấp đã mất liên lạc trong quá trình cứu hộ cứu nạn. Hiện tại, hai nhân viên cứu hỏa đã xác định được tình hình của anh ấy đã an toàn và ổn định. Hiện tại, quân đoàn cứu hỏa và cứu hộ tỉnh Tứ Xuyên đã triển khai một kế hoạch cứu hộ xuyên khu vực. Sở chỉ huy toàn quân của quân đoàn, đơn vị hỗ trợ liên lạc khẩn cấp, lực lượng tiếp viện của biệt đội A3 và các đơn vị cứu hộ đường thủy của Thành Đô và Minyang Detachment đã nhanh chóng đến hiện trường. Bắt đầu từ tối ngày hôm trước đó, Tứ Xuyên xảy ra một đợt mưa lớn mới khiến nhiều nơi đã xảy ra thiên tai. Sáng sớm ngày hôm qua, dưới ảnh hưởng của mưa lớn liên tục, nhiều đoạn đường ở huyện Vấn Xuyên, tỉnh A3, huyện Ly, huyện Mao, huyện Gompan và huyện U Long bị ảnh hưởng ở các mức độ khác nhau. Cũng trong sáng cùng ngày, hai công nhân của nhà máy xử lý nước thải U Long số 1 ở Tứ Xuyên đã bị mắc kẹt do lũ quét vì mưa liên tục. Lực lượng cứu hỏa khẩn trương đến hiện trường để tiến hành tìm kiếm cứu nạn. Đến 6 giờ 40 phút, một người mắc kẹt đã được giải cứu, người còn lại mắc kẹt bị lũ cuốn trôi do không đủ thể lực. Hiện lực lượng cứu hộ đang tìm kiếm cứu nạn. Sáng qua, lượng mưa lớn khiến các tuyến đường từ huyện Vân Xuyên đến Thành Đô và Ly Xian bị gián đoạn. Đường xá và thông tin liên lạc ở thị trấn San Giang, thị trấn Sumo, thị trấn Gengda, thị trấn Ginko và các nơi khác bị gián đoạn, khiến không thể đi được, thông tin liên lạc bị gián đoạn. Đêm hôm trước đó, mưa lớn đổ xuống huyện Lộc Sơn, thành phố Gia An, tỉnh Tứ Xuyên khiến nhiều tuyến đường bị gián đoạn. Theo đội cảnh sát giao thông thuộc văn phòng công an thành phố Gia An, đường Dan Yan Giang, đường Lu Xiang, thị trấn Dan Chu, khu du lịch Thác Hô San thuộc thị trấn Dan Chuan và đường Kiêng Lu, đường Waterbay thuộc quận Thái Bình, đường Waterbay đã bị ảnh hưởng bởi mưa lớn và mặt đường bị sạt lở nghiêm trọng, nhiều đoạn bị lũ cuốn trôi. Ngoài ra, theo văn phòng công an huyện Lu Xiang, tình trạng ngập úng ở làng Hensi, huyện King Ren rất nghiêm trọng. Hiện công việc cứu hộ vẫn đang được tiến hành. Vào khoảng 2 giờ sáng ngày hôm qua, lượng mưa lớn ở huyện Vấn Xuyên, tỉnh A3, tỉnh Tứ Xuyên đã gây ra thảm họa lốc xoáy núi và dòng chảy mảnh vỡ ở nhiều thị trấn và làng mạc. Đường xá, điện và thông tin liên lạc đã bị gián đoạn ở nhiều nơi, khiến nhiều người bị thương vong. Sau khi nhận được báo cáo, Bí thư Đảng ủy lãnh đạo Cục Quản lý Khẩn cấp Hoàng Minh đã lập tức đến trung tâm chỉ huy để chỉ đạo, điều động và triển khai công tác ứng cứu khẩn cấp. Các đồng chí phụ trách sở khẩn cấp tỉnh Tứ Xuyên và đội cứu hỏa được kết nối bằng video và quan tòa huyện Vấn Xuyên được liên lạc qua điện thoại để nắm được tình hình liên quan. Một nhóm công tác bao gồm các nhân viên và chuyên gia về kiểm soát lũ lụt, địa chất, cứu hộ và cứu trợ thiên tai đã được điều động đến khu vực thiên tai để hỗ trợ và hướng dẫn cứu hộ. Sau thảm họa, Ban Quản lý Khẩn cấp tỉnh Tứ Xuyên lần đầu tiên cử tỉnh A3 và huyện Vấn Xuyên phân tích, phán đoán tình hình thiên tai, triển khai ứng phó cấp độ 3. Điều động trực thăng đến khảo sát tình hình thiên tai, phối hợp các đơn vị liên quan tiến hành cứu hộ trên không cho những người bị mắc kẹt trên đảo bị cô lập. Một nhóm công tác do 3 lãnh đạo sở dẫn đầu đã được điều động đến khu vực thảm họa Vấn Xuyên để hướng dẫn cứu hộ khẩn cấp địa phương. Đồng thời, Cục Quản lý Khẩn cấp tỉnh Tứ Xuyên đã khẩn trương huy động đội cứu hỏa tỉnh và Cục Quản lý Thông tin Liên lạc tỉnh, cử tổng cộng 9 thuyền cứu hộ, 29 phương tiện thông tin liên lạc cứu hộ và 115 nhân viên cứu hộ và kỹ thuật đến khu vực thiên tai. Và lúc 9 giờ ngày hôm qua, Bộ Chỉ huy Phòng chống lũ lụt và hạn hán tỉnh Tứ Xuyên đã phát động ứng phó khẩn cấp về kiểm soát lũ lụt cấp 4. Đợt đầu tiên của lực lượng cứu hộ bao gồm Sở Chỉ huy Quân đội Cứu hỏa tỉnh Tứ Xuyên, đội Thành Đô, đội A3 và đội Minyang, tổng cộng 28 xe, 115 người và 2 con chó đã nhanh chóng đến hiện trường. Ngoài ra, nhóm lực lượng cứu hộ thứ 2 bao gồm các đội Thành Đô, Tân Giang, Lạc Sơn, Sun Ninh, Gia An và Di Giang. Và nhóm lực lượng cứu hộ thứ 3 từ các đội Wangan, Nanchong, Yibin và Mesan, tổng cộng 72 phương tiện, 388 người và 8 con chó, chở dụng cụ phá rỡ, xuồng phụ trách, xuồng cao su, thiết bị cứu hộ vật lũ đã được lắp ráp sẵn sàng.
Đồng thời, lực lượng cứu hộ cứu hỏa tỉnh Tứ Xuyên đã phối hợp thông tin liên lạc địa phương, điều hướng máy bay không người lái, máy móc lớn và các doanh nghiệp khác cùng với lực lượng cứu hộ xã hội với tổng số 81 người và 33 phương tiện mang thiết bị để thực hiện cứu hộ. Quận Vân Xuyên đã chuyển thành công hơn 30.000 người. Tính đến 15 giờ ngày hôm qua, huyện Vân Xuyên đã chuyển thành công trước hơn 30.000 người bị ảnh hưởng bởi thiên tai và khách du lịch, bao gồm hơn 13.000 người ở thị trấn San Giang, hơn 6.000 người ở thị trấn Suy Mô và hơn 10.000 người ở phần phía bắc của quận. Hiện tại ước tính sơ bộ hơn 13.000 khách du lịch, không bao gồm ở U Long và Jenda trong quận vẫn đang được tiến hành cứu hộ. Cảnh báo bão màu xanh lam. Đài quan sát khí tượng Tứ Xuyên tiếp tục đưa ra cảnh báo mưa bão màu xanh vào lúc 15h45 phút ngày hôm qua. Dự báo từ 20 giờ ngày hôm qua đến 20 giờ ngày hôm nay ở phía Tây, khu vực phía Tây có mưa dông hoặc mưa rào trên toàn lưu vực, bao gồm Gia An, Tây Nam Chiêng Đu, Tây Mê San, Bắc Lạc Sơn và A Ba. Có mưa lớn, lượng mưa từ 80-100mm trong khu vực Xuân Ninh ở Chu và mưa lớn với lượng mưa từ 140-200mm ở một số nơi khác. Trụ sở phòng chống lũ lụt và hạn chế ở Tứ Xuyên đưa ra cảnh báo màu vàng đối với thảm họa lũ lụt trên núi lúc 17 giờ ngày hôm qua. Từ 20 giờ ngày hôm qua đến 20 giờ ngày hôm nay, Chai Khoan, Bao Sinh, Yinh Ninh, Lushan, Vấn Xuyên, Ebian, Dei, Trong Du và các quận thành phố khác có nhiều khả năng xảy ra thảm họa núi lửa hơn. Và Xiaojin, Kangding, Lude, Hanyuang, Yingcheng, Hangja, Yingkuhe, Maiban, Konglai và các quận thành phố khác có thể xảy ra lũ quét. Dòng chảy đá vụn là một dòng nước xoáy đặc biệt mang theo một lượng lớn trầm tích, đá và đá tảng do mưa lớn hoặc băng tuyết tan chảy trên các thung lũng hoặc sườn núi. Những dấu hiệu của một vụ trượt bùn như nước sông bất thường, nếu dòng nước bình thường ở lòng sông, lòng mương đột ngột ngừng hoặc lũ lên đột ngột và có thêm củi, cây cối thì có nghĩa là dòng chảy đá vụn đã hình thành ở thượng lưu dòng sông, lòng mương. Âm thanh bất thường, nếu bạn nghe thấy tiếng sột soạt trên núi nhưng không thể tìm ra nguồn phát ra âm thanh, đó có thể là âm thanh của cát và đá chảy và tràn ra. Và đó là dấu hiệu của một trận lở đất sắp xảy ra. Nếu có tiếng gầm hoặc rung nhẹ trong khe núi hoặc thung lũng sâu, điều đó có nghĩa là một trận lở đất đang hình thành và bạn phải nhanh chóng rời khỏi khu vực nguy hiểm. Ngọn núi bất thường, trên núi có nhiều dòng nước trắng xóa, mái dốc bị biến dạng, lồi lõm, nứt toác, thậm chí có vật trên dốc nghiêng ngả. Các tình huống bất thường khác, đất khô cằn lâu ngày bắt đầu tích nước, đường xá nứt nẻ, bốt điện thoại công cộng, cây cối, tường rào bị nghiêng đổ đột ngột, mưa không ngớt, mực nước suối hạ xuống nhanh chóng chỉ sau khi mưa tạnh. Nếu gặp phải lở đất, mọi người hãy vứt bỏ ngay các vật nặng và thoát ra ngoài càng sớm càng tốt. Chạy sang hai bên theo hướng dòng chảy mảnh vụn thẳng đứng. Nếu dòng chảy mảnh vụn cuộn từ bắc xuống nam, nó phải chạy theo hướng đông và tây. Nếu bạn đang ở dưới đáy mương, đừng chạy ngược dòng hoặc xuôi dòng theo hướng của con mương, chứ đừng nói là ở trên dốc lõm. Đừng trèo cây để trốn và đừng ở trong những chỗ trũng thấp có lớp đất dày trên sườn dốc hoặc ẩn mình sau những tảng đá lăn và đống gạch vụn. Sau khi mưa tạnh, đừng vội quay lại thung lũng, bạn nên đợi một thời gian. Nhiều khu vực ở Hà Nam đang xảy ra lũ lụt, trong đó đường hầm phía Bắc Kinh Quảng, Trịnh Châu là một trong những khu vực bị ảnh hưởng nghiêm trọng nhất. Mới đây, một nạn nhân may mắn thoát khỏi đường hầm Kinh Quảng đã nghẹn ngào kể lại thời khắc sinh tử lúc đó. Hành trình thoát nạn thật khiến nhiều người thương tâm. Lúc đó, mực nước dâng lên cực nhanh, xe hơi của họ bỗng nhiên nổi lên, nước bỗng chốc đã cao đến 2 mét. Anh và gia đình đã may mắn thoát nạn vì bám được vào một ống nước. Vừa mới thoát ra được chưa đầy 3 phút, toàn bộ đường hầm đã ngập trong nước lũ. Vừa qua, một trận mưa lớn hiếm hoi khiến Trịnh Châu phải xả lũ trong hồ chứa một cách bất ngờ. Một số lượng lớn phương tiện và người dân bị mắc kẹt trong đường hầm phía Bắc Kinh Quảng, Trịnh Châu. Trang Pia Video Trung Quốc đưa tin, mấy ngày qua Ngô Cường vẫn bị đau khóc toàn thân, mỗi lần nhớ lại cảnh tượng lúc đó đều dùng mình sợ hãi. Anh nói, hôm xảy ra vụ việc, anh cùng em rể và tài xế lái xe ra ngoài làm việc. Khi đến đường hầm Kinh Quảng thì bị kẹt xe. Sau một hồi chờ đợi, Ngô Cường quyết định xuống xe hút thuốc thư giãn. Không ngờ thuốc chưa hút xong thì nước đã dâng đến mắt cá chân, mọi người đều trở tay không kịp. Mực nước trong vài phút liền dâng cao, xe hơi dần dần nổi lên, nước tràn vào xe khiến đèn pha chập chờn, cốp xe tự động mở tung ra. Ba người không mở được cửa xe nên phải trèo ra từ cửa sổ trời của ô tô.
Khi họ thoát ra ngoài ô tô thì nhìn thấy các chủ xe khác cũng đang tìm cách thoát thân, cảnh tượng vô cùng hỗn loạn. Vì tài xế không biết bơi nên chỉ có thể ở trên nóc xe, tài xế bảo họ đi trước và nói hai cháu còn có con nhỏ. Nhưng Ngô Cường không chịu đi, anh ấy nói cháu mà để chú ở lại thì chú phải làm sao, chú lại còn không biết bơi. Ngô Cường cho biết khi họ quyết tâm nhảy xuống nước, họ không ngờ nước lại sâu đến như vậy, ít nhất phải sâu đến 2 mét. Ngô Cường cao 1m15 cũng không thể chạm chân được đến đáy. Anh lại nhanh chóng leo lên nóc xe, còn em rể thì vẫn còn dưới nước đang cuống cuồng tóm lấy vật gì để không bị cuốn đi. May thay trong lúc hoảng loạn đã bám được vào một cái ống và thoát chết. Sau đó cả ba người may mắn nắm được thành cầu và động viên nhau leo lên từng bước một. Lúc này những chiếc xe đã chìm sâu trong biển nước và biến mất. Ngô Cường nhớ lại khi cả ba chúng tôi thoát khỏi đường hầm, trên mặt nước không còn ai cả, cũng không có một người nào kêu cứu. Bạn thực sự không biết khi sự sống đang ngàn cân treo sợi tóc, mọi người đã sợ hãi đến nhường nào. Ba người may mắn bám được vào một đường ống nên cuối cùng đã thoát khỏi đường hầm. Chưa đầy 2-3 phút sau khi thoát ra, toàn bộ đường hầm đã ngập trong nước lũ. Họ là những người cuối cùng thoát được khỏi đường hầm. Khi Ngô Cường nhớ lại, anh lại liên tục lắc đầu, thở dài và nghẹn ngào. Anh nói, mấy hôm nay nghĩ đến chuyện trong đường hầm làm anh khóc hai trận. Hay, không biết có bao nhiêu người không kịp chạy ra khỏi đường hầm nữa. Trong trận lũ lụt này, cả hai lối ra Bắc và Nam của đường hầm Kinh Quảng, Trịnh Châu đều bị ngập nước và nhiều phương tiện trôi nổi bên trong. Hiện trường cho thấy có những chiếc xe ô tô bị lật ngược, nhiều chiếc xe nằm chồng chất lên nhau, cảnh tượng khiến ai nấy đều thương tâm. Rốt cuộc có bao nhiêu người thiệt mạng trong phía Bắc đường hầm Kinh Quảng, cơ quan chức năng đều không thông báo con số thực tế. Sau đó một ngày, hoạt động hút tháo nước trong đường hầm Kinh Quảng mới bắt đầu, nước tích tụ trong hầm lên tới khoảng 13 mét. Đến khoảng 4 ngày sau đó, nước tích tụ trong đường hầm tại nút giao thông Hoài Hà, đoạn Bắc Kinh-Quảng Châu đã được rút hết, thực hiện khai thông hoàn toàn lối ra vào. Sau những hậu quả để lại của một thảm họa, những nỗi đau mất mát trong việc tìm kiếm và đôi khi là tìm thấy người thân của mình đã ra đi thật là quá khó để có thể tự chữa lành. Khi trận lũ gây thương vong tràn vào thành phố Trịnh Châu, Trung Quốc đó, một tuyến tàu điện ngầm địa phương vẫn đang hoạt động, dịch vụ đã bị gián đoạn đột ngột khi tuyến tàu này gần như chìm hoàn toàn dưới nước. Hai người phụ nữ đã mất đi chồng của mình chia sẻ những câu chuyện đau lòng của họ về những gì họ đã chứng kiến trên tuyến tàu điện ngầm số 5 hôm đó. Cả hai đã tìm thấy thi thể của chồng mình sau khi công ty Trịnh Châu Metro đồng ý rút nước lũ từ đường hầm ngập nước của họ, trong khi một số gia đình vẫn tiếp tục nuôi hy vọng tìm kiếm người thân của mình. Hai người phụ nữ này đã phải nhận cái kết thương tâm một tuần sau thảm họa. Trận lụt xảy ra ở Trịnh Châu khi Trung Quốc yêu cầu một hồ chứa nước gần đó xả nước ngay khi mưa lớn ập đến trung tâm giao thông của Trung Quốc nhưng không thông báo cho thành phố. Nước lũ đã tràn vào hệ thống tàu điện ngầm lúc đó vẫn đang hoạt động, làm ngập tuyến số 5, khiến hàng trăm hành khách bị mắc kẹt trong hơn 2 giờ đồng hồ sau đó. Đối với một số người, thảm họa này đã trở thành một nấm mồ ngập nước. Nhiều thi thể đã được tìm thấy trong số những người bị cuốn trôi khi họ cố gắng chạy khỏi tàu hoặc nhà ga tàu điện ngầm. Một tuần sau đó, nhà nước Trung Quốc mới thông báo có tổng cộng 14 người thiệt mạng trong tuyến tàu số 5, trong đó bao gồm cả chồng của hai quả phụ này. Hai thi thể đã được tìm thấy vào 2 ngày trước. Cùng ngày, chính quyền tỉnh Hà Nam cho biết tổng số người thương vong vì trận lũ trên địa bàn tỉnh là 71 người. Hiện vẫn chưa rõ còn bao nhiêu người bị mắc kẹt trong trận lụt ở tuyến tàu điện ngầm số 5. Vào thời điểm này, một số lượng lớn bài đăng về những người mất tích đã được đăng trên nhóm truyền thông xã hội có tên Mưa Bão Hà Nam giúp đỡ lẫn nhau. Cuộc gọi cuối cùng từ người thân. Anh Sa Đào, một trong hai người chồng đã mất đi tính mạng trong trận lũ đó, chỉ còn vài ngày nữa là anh đón sinh nhật lần thứ 34 của mình. Cuối cùng, tôi cũng được nhìn thấy anh ấy tại nhà tang lễ. Anh ấy đang nằm bên một chiếc hòm đông lạnh, được đánh dấu là vô danh. Kể từ hôm nay, tôi không có chồng, con gái tôi không có cha và bố mẹ chúng tôi không có con trai. Vợ anh viết trên tài khoản Weibo, một nền tảng mạng xã hội phổ biến của Trung Quốc. Cô ấy đã không cung cấp tên của mình. Vợ của anh Sa đã mô tả thực tế khủng khiếp khi nhìn thấy thi thể của chồng mình bị hủy hoại sau 5 ngày ngâm trong nước. Cô đã bắt đầu cuộc tìm kiếm chồng mình trong tuyệt vọng vào tối hôm đó. Cô gọi cho các thành viên trong gia đình, bạn bè, gọi đến cả quan chức thành phố, cảnh sát, cơ quan truyền thông và đăng tin cầu cứu trên mạng xã hội. Không có cơ quan chính phủ nào hỗ trợ cô ấy.
cô đã đến nhiều bệnh viện và nhà tang lễ khác nhau để tìm kiếm chồng mình nhưng không thể tìm thấy thân nhân của mình. Cô nói với hãng thông tấn địa phương Jimu rằng anh ấy gọi cho tôi vào chiều hôm qua sau 6 giờ chiều và yêu cầu tôi gọi cảnh sát để được giúp đỡ. Anh Sa đang đi trên tuyến số 5 trên đường về nhà. Lúc anh nói chuyện với vợ qua điện thoại là lúc tàu điện ngầm đã dừng lại ở giữa hai nhà ga và nước lũ đã ngập sâu đến mắt cá chân của anh. Sau đó tôi không thể liên lạc với anh ấy được nữa, vợ anh viết. Cô viết trên Weibo, nếu chúng tôi, những người thân trong gia đình, không van nài yêu cầu công ty tàu điện ngầm ở Trịnh Châu rút nước cho các nỗ lực cứu hộ, thì tôi không biết khi nào thi thể của anh Sa Đào mới được tìm thấy. Công ty tàu điện ngầm Trịnh Châu đã mắc một loạt sai lầm lớn và họ phải chịu trách nhiệm. Cô ấy tiếp tục cho rằng công ty tàu điện ngầm đã không dừng hoạt động của họ kịp thời, không cố gắng giải tán hành khách cho đến hơn một giờ sau khi lũ xuất hiện. Không kịp báo cáo các trường hợp tử vong và không nỗ lực giải cứu hành khách đúng thời điểm. Cô cũng gửi lời cảm ơn sự hỗ trợ của các bạn học, đồng nghiệp, bạn bè của anh Sa và một số lượng lớn những người không quen biết trên mạng ở Trịnh Châu. Cô ấy nói rằng họ đã cho cô và gia đình cô những manh mối mà họ cần để cuối cùng tìm thấy được thi thể của anh Sa. Anh Sa Đào mãi sống trong tim của vợ anh và đứa con gái mới lọt lòng của anh. Nỗi đau này không sao tả xiết. Từ năm ngày nay, người ta liên tục nghe thấy âm thanh của người phụ nữ qua một chiếc loa phóng thanh vang qua đường hầm tàu điện ngầm ngập nước. Giọng cô gọi tên anh ấy, Châu Đức Cường, anh chưa bao giờ làm em thất vọng. Chồng ơi, cố lên, em đang đến đây. Anh Châu, 38 tuổi, đã di chuyển từ Thượng Hải đến Trịnh Châu trong một chuyến công tác. Thi thể của anh đã được tìm thấy trong đường hầm tàu điện ngầm vào 2 ngày trước. Giọng nói trên loa phóng thanh là vợ của anh Châu, cô ấy họ Bạch. Cô đã lập tức bắt đầu hành trình dài gần 600 dặm từ Thượng Hải đến Trịnh Châu vào tối ngày hôm thảm họa lũ lụt xảy ra, vài giờ sau khi nhận ra rằng anh Châu đã mất tích. Cô Bạch đã nói với hãng thông tấn Tề Hoan rằng, tôi đã nhờ đến sự giúp đỡ của cảnh sát và tất cả các nhóm cứu hộ chuyên nghiệp mà tôi có thể tiếp cận nhưng không thể tìm thấy bất kỳ sự hỗ trợ nào. Vì vậy, tôi đã ghi lại đoạn âm thanh này và yêu cầu nhân viên tàu điện ngầm phát nó bên trong đường hầm ngập nước để động viên anh Châu. Cô Bạch đã nuôi hy vọng rằng anh Châu có thể sống sót sau trận lụt. Theo anh Vương, đồng nghiệp của anh Châu, cả hai đã đi tàu điện ngầm cùng nhau vào chiều ngày hôm đó. Họ đang ở trong toa cuối thì khi nước lũ làm dừng chuyến tàu giữa các nhà ga. Khi nước dâng nhanh, anh Châu, anh Vương và những hành khách khác quyết định bỏ tàu và chạy về nhà ga. Các hành khách bám chặt vào các bức tường của đường hầm khi họ di chuyển, trong khi dòng nước cuồn cuộn chảy xiết qua họ. Anh Vương sau đó nói với cô Bạch rằng thảm họa xảy ra khi anh Châu bị dòng nước lũ cuốn đi. Anh Vương đã bất lực trong việc giải cứu anh ấy. Trong những ngày tiếp theo, sau khi anh thoát được khỏi nhà ga, anh Vương cứ để yên vậy không nói gì. Tuy nhiên, anh ấy đã đồng hành cùng cô Bạch trong cuộc tìm kiếm chồng của cô. Chồng tôi thấp và gầy, có thể là anh ấy đã không thể bám vào tường. Tôi hy vọng họ có thể rút hết nước ra ngoài. Có thể chồng tôi vẫn còn sống, cô Bạch nói. Nhưng hy vọng của cô đã tan thành mây khói khi vào sáng 2 ngày trước họ đã tìm thấy thi thể của anh Châu. Cô cho biết nỗi đau trong tim cô là không sao tả xiết. Anh Châu vẫn mãi sống trong trái tim của vợ anh. Cô không công khai họ đã có con hay chưa.